Họ đến với nhau không bắt đầu từ tình yêu. Em từng đi sinh con nuôi, em và Thảo với nhau nhưng mà không nghĩ tới kết hôn. Em chỉ mong được nuôi con em thôi. Em quen anh ấy thì em không biết anh ấy là nhạc sĩ đâu. Em cũng không tìm hiểu nó sâu xa. Những câu chuyện có một không hai. Bộ Thảo trẻ con lắm à. Cái đam mê của con là lau nhà. Đầu tư một cái máy hút bụi. Rồi được một ngày con nghe ở trên lầu nó kêu cái rầm. Bà bưng con robot lên bà ném xuống. Bà ganh tị với con robot. Bà nói với con là tại con robot nó cướp công việc của bà. Xin chào mừng mọi người đến với chương trình Mảnh Ghép Hoàn Hảo. Mọi người ơi, ngày hôm nay á, thì chúng ta sẽ có một chủ đề khi vợ mình quá trẻ con. Chúng ta sẽ tìm hiểu, bàn luận và đưa ra những cái chia sẻ về vấn đề này nha mọi người. Ngay bây giờ thì Vân xin được giới thiệu người bạn đồng hành của mình trong số này, đó là thạc sĩ tâm lý Vũ Kim Ngọc. Chào em. Chào chị. Hôm nay chị em mình gặp nhau. Thật là vui khi được gặp chị. Vui quá chị ạ. Mời em Ngọc. Cảm ơn chị. Em cảm nhận gì khi mà em nghe câu này nha? Bình Minh ơi dậy chưa? Cà phê sáng với tôi được không? Trời ơi, có giai đoạn là em giống như em bị lầm á chị. Lúc nào cũng lầm nhầm câu đó luôn. Trời, cái bài đó giai điệu nó dễ nghe mà nói nó... Em là cái người này có liên quan đến cái bài đó nha. Dạ, hôm nay là khách mời của chúng ta đấy ạ. Hôm nay mình sẽ gặp cặp vợ chồng nhạc sĩ này. Wow, hôm nay em được gặp tác giả của cái bài mà thật sự là em rất thích bài này. Ai chung tình được mai. Đó, thành ra là ngày hôm nay chị sẽ dành nói chuyện với cái bạn nhạc sĩ chồng nha. Thôi chị là MC, chị có quyền. Em đâu dám dành. Không phải, tại vì chị rất muốn gặp bạn ấy để xem bạn ấy là người như thế nào. Vậy thì em sẽ đi tìm người vợ để có cái người như thế nào là vợ của anh ấy. Đúng rồi, chút xíu chị em mình sẽ gặp nhau nha. Nhưng mà trước khi em dời gót ngọc vào trong kia thì chị em mình cùng quý vị khán giả, chúng ta sẽ coi cái clip và lúc đó bí mật sẽ được bật mí. Xin mời. Tôi là Đông Thiên Đức. Công việc chính của tôi là nhạc sĩ. Khán giả đã biết đến cái tên Đông Thiên Đức qua một cái ca khúc rất là hot. Đó là ca khúc Ai Chung Tình Được Mãi. Là em tên Nguyễn Thị Thu Thảo, năm nay em 26 tuổi. Tôi mong vợ mình chín chắn hơn, không còn trẻ con nữa. Ra cũng có những chút em trưởng thành á, mà kiểu như anh là anh không nhận ra thôi. Hy vọng là anh sẽ bớt la em. Thôi bây giờ á, chị em mình tạm xa nhau nha. Ok. Xin mời nhạc sĩ Đông Thiên Đức. Dạ thôi. Chào cưng. Ngồi đi cưng. Lời đầu tiên thì Đông Thiên Đức xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Mảnh Ghép Hoàn Hảo. Tại vì thường á, ở trong đầu tất cả mọi người á, những người nhạc sĩ á, là phải hơi bụi bặm một chút xíu nè, tóc dài nè, rồi ăn mặc cũng vậy, rất là bụi bặm, rồi rất là phớt lờ cuộc đời, đại khái như vậy á, ở trong hình dung phong trần. Dạ. Đó, đúng rồi. Dạ. Đó, còn nhìn Đức thì là một người đàn ông rất là chỉnh chu, cái người đàn ông của gia đình á. Con thì con lại muốn như vậy, tại vì nó dễ cho con, tại vì đúng ra là gia đình con chỉ mới được khỏe trong một năm gần đây thôi. Còn những năm trước thì tụi con vẫn ví dụ như là ban ngày chợ tôm chợ cá đi ra đường bán, ban đêm thì con viết nhạc, nói chung là con bằng mọi giá để mà con sống được. Tức là cuộc sống mình cũng tương cái là khó khăn một chút. Dạ. Đúng không? Cho nên là con không có cho phép mình như vậy. Thôi mình cứ bình thường đi cho nên thì nó dễ sống. Mình tự phải kềm hãm những cái sở thích cũng như là những cái xe xua hoặc dạ, là đó để mà lo cho cái việc lớn, đúng không? Thật cả lúc em quen anh ấy thì em không biết anh ấy là nhạc sĩ đâu, tại em cảm thấy em cũng không tìm hiểu nó sâu xa. Với lại anh quen em thì anh cũng rất là bình thường thôi chị. Lần đầu tiên hẹn hò mà chỉ mang dép lê thôi á. Vậy mà em cũng chịu cho được. Đã vậy ngày đầu tiên hẹn hò xe nó còn hết xăng nữa cơ. Trời ơi, dắt bộ mấy cây luôn. Vậy đó mà nó còn chịu đó. Dạ, nói chung em cũng không quan tâm mấy chuyện đó lắm. Thì thực ra là trong cuộc sống mình á, mình có nhiều khó khăn, mình phải bươn chải nhiều thì cái vốn sống của mình mới nhiều. Dạ, thì nó rồi. Mới đi vào những cái sáng tác, nó mới có những cái sáng tác nó chất lượng hơn. Thì Đức có thể chia sẻ là cái bài hát đó nó ra đời trong hoàn cảnh nào không? Cái ngày mà
vợ em sinh con, em biết cái bài đó luôn. Không còn trông đợi vì gì tất cả những cái quá khứ được nữa, để cho nên em mới viết cái bài Ai Chung Tình Giật Mãi ra. Có nghĩa là cái bài ra đời cùng lúc với lại sự xuất hiện của quý tử của mình đó. Dạ. bé đầu đó đúng không? Dạ vâng. Thì trước đó là Đức vẫn còn chưa quên được quá khứ hả? Khó lắm chị, tại vì quá khứ đó là có con em nữa, em còn một người con nữa. Có nghĩa là khi mà con em ra đời rồi thì mọi thứ bỏ hết, gạt bỏ hết quá khứ, sống cho hiện tại và tương lai thôi, sống cho con em thôi. Dạ. Có nghĩa là em có hai vợ. Có nghĩa là vợ đầu của em thì tan vỡ, thì bạn ấy đi dắt con em đi. Cái cảm giác mà người đầu là đầu tiên làm cha đã lắm, nó kiểu như là tất cả mọi tình thương mình dồn cho con mình rồi, mình cắm đầu mình làm, mình lo sự nghiệp rồi, mình nói chung là tự nhiên mình đùng một ngày tự nhiên mở mắt ra không thấy gì hết trơn, hết mất hết, thụt hẳn. Thì nó chúng tiên, em rất là khó chịu trong cái giai đoạn đó. Trong giai đoạn đó đúng là khủng hoảng á, chứ không phải là khó chịu. Em hoảng. Từng đi sinh con nuôi luôn, họ kêu ủa giới tính cái mày có bị lành lạc không, mà sao mày đang còn trẻ như thế này mà mày không có đẻ con, mà mày lại không lẽ gì bây giờ em lại đi kể cái chuyện đó ra mà để em sinh. Rồi xong rồi em mới gặp Thảo. Rồi sao nữa? Em và Thảo với nhau nhưng mà em vẫn không có chịu đăng ký kết hôn. Kiểu như là em không có mong cái người cũ đâu, nhưng mà em chỉ mong được là được nuôi con em thôi. Là vậy. Vẫn nhớ cái đứa con của mình. Dạ, rồi xong rồi cái khi mà con em ra đời thì tất cả em bỏ hết. Bộ Thảo trẻ con lắm à? Em nghĩ thì vợ em cũng không có trẻ con đến nỗi như vậy đâu, mà chắc là tại vì do cái tánh của em. Nếu như mà Thảo gặp một cái bạn mà cùng lứa với Thảo đi thì chắc là Thảo cũng ok. Vậy thì cái gì ở Thảo mà theo em thì Thảo còn là con nít? Về cái việc mà nhõng nhẽo hay là mè nheo hay nọ đó. Nó chỉ một phần thôi chị. Thật ra em biết là cuộc sống này mình không thể nào mình trẻ con mãi được. Với lại bây giờ em cũng có hai bé rồi. Thật ra trẻ con là lúc em có bầu chị, em cứ kiểu như là mình hay nhõng nhẽo á. Em không biết sao có bầu là mình thay đổi về tính tình á chị. Và em hay nhõng nhẽo lắm. Không phải là lâu lâu em cái kiểu như là mình cũng nhạy cảm á. Cái mà nó nặng em tí là em lại chui phòng em khóc vậy nha. Mẹ em khóc anh không biết. Khóc lén, khóc giấu. Giận hờn vu vơ vậy đó. Nhưng bây giờ thì cái đó nó không còn nữa chị. Cái đó khi mình mang thai thế thôi, mình nhạy cảm một xíu thôi. Đúng rồi. Nhưng mà trong mắt anh thì em lúc nào cũng còn trẻ con vậy á. Rồi có hay giận hờn không? Hình như là Thảo không dám giận em đâu. Thiệt. Không dám giận em luôn á. Giận thì cãi nhau gần ngày hai ngày là hết, cũng không tới hai ngày nữa. Có cãi thì ai quề, ai là người làm quề trước? Dạ không, em cười cái là xong rồi. Vậy hả? Dạ. Mà chuyện nó qua nhanh lắm. Cái đam mê của nhất vợ con là lau nhà. Nhưng mà cái đó tốt mà. Khi mà vợ con sanh á, đi đầu tư một cái máy hút bụi, cái loại mà có thể mà tự hút rồi tự lau, tự giặt, tự đổ rác này nọ luôn. Rồi được một ngày con nghe ở trên lầu nó kêu cái rầm ở trên đó. Con chạy lên hỏi gì Thảo, nó kêu con robot hút bụi nó tự nó rớt. Con lén lén coi lại camera là bà lấy bưng con robot lên bà ném xuống. Bà giận cái gì mà bà ném nguyên con robot vậy? Bà ganh tị với con robot, có nghĩa là bà nói với con là tại con robot nó cướp công việc của bà. Em ghiền lâu nhỉ ha. Em ghiền quét nhà lâu nhà kinh khủng luôn. Cái mà em tối em thấy mình nó vô một xíu một hạt bụi là làm sắc cái chỗ em quét hết nhà vậy á. Rồi bây giờ có con robot thì em khỏi phải làm. Không, em vẫn để nó nằm nghỉ em làm. Em vẫn cho nó một vô một góc cho nó sạc pin mấy tháng này em làm không. Vậy luôn á hả? Dạ. Tức là Thảo nó ghiền lau nhà tới cái mức vậy luôn á. Không phải, kiểu như là vợ con á là muốn cho con thấy là bạn ấy giỏi, bạn ấy làm được những việc như vậy. Là vậy. À, có nghĩa là Thảo muốn Đức công nhận là Thảo trưởng thành rồi, Thảo có thể quán xuyến được gia đình. Dạ. Có thể làm những cái công việc mà những người vợ bình thường khác họ làm và dạ, làm tốt đúng không? Dạ. So với cái yêu cầu của Đức về một cái người vợ phải trưởng thành á, thì là Thảo đã đạt được bao nhiêu phần trăm rồi? Dạ nhiều chứ. Nhiều. Tôi thấy là Thảo lớn lên nhiều. Nói chung là biết lo hơn, biết suy nghĩ hơn. Nhưng mà cái mà con muốn không phải là
Thảo trưởng thành hơn để mà phục vụ cho làm cho con thỏa mãn đâu. Không phải. Thực sự là lỡ đi thì con có bị gì đi thì Thảo vẫn phải đứng vững được đã. Có nghĩa là Đức lo xa quá. Không, thiệt. Con lo cực kỳ xa. Con mới có 35, 36 thôi, nhưng mà bây giờ con đã có 3 căn nhà cho 3 người rồi. Cho 3 người là cho ai? 3 đứa con của con đó. Trời ơi, sao lo xa dữ vậy? Con không biết, tính con là vậy. Mình lo xa quá và mình hay, tức là mình hay nghĩ quá xa cho một vấn đề, bất kỳ chuyện gì á. Yeah. Mà cái đó thì cũng tốt, nhưng mà nó sẽ làm cho mình mệt lắm. Mình rất là mệt luôn á. Yeah. Thì cô chỉ Đức chỉ đổi chút xíu thôi. Thay vì nghĩ là Thảo phải trưởng thành để mà lỡ mình có chuyện gì Thảo lo được, mình không nghĩ điều đó. Mà mình phải nghĩ là Thảo phải trưởng thành để cùng với mình lo cho mấy đứa nhỏ đó. Và bản thân mình phải nghĩ là mình phải lo lắng cho hai đứa nhỏ và người vợ của mình càng lâu càng tốt, tức là một khoảng thời gian rất dài nữa. Và em có gì mong chồng em thay đổi không? Dạ có. Thật ra thì đối với em là anh rất là tốt, nhưng mà có điều là anh hơi nóng tính chị. Anh cực kỳ nóng tính luôn. Suy nghĩ kỹ lại. Trước khi làm cái gì thì cũng phải suy nghĩ kỹ ra một chút, chín chắn lại. Dạ. Chịu khó suy nghĩ trước khi làm. Đó, còn chín chắn thì có thể là từ từ rồi khi nào mình tự động cái tuổi, cái tuổi và cái thời gian nó sẽ tạo cho mình cái sự chín chắn thôi. Yeah. Và bây giờ để làm được cái điều đó thì mình phải tập một thói quen, giống như Đức nói là phải suy trước nghĩ sau trước khi làm một cái điều gì đó. Bộ ghiền lau nhà lắm hả? Dạ. Yeah. Nói chung là không hiểu sao lau nhà với nhà rất là ghiền luôn. Làm sao kỳ vậy? Ghiền cái vẻ lâu hay là ghiền cái mà khi mình lướt cái vẻ một cái là cái đúng nhà rồi, nó bóng giới lướt, lên đúng rồi, đúng rồi, cái cảm giác đó nó đúng không, nó sáng giới lên cho mình nó thích, nó thích thiệt sự luôn. Oh. Ông mua cái con bốt về lau nhà tại ông thấy mình lau nhiều quá rồi đó. Nhiều khi ông cũng đang muốn đi mà thì cái nhà nó ướt là hầm hầm lên nha. Chẳng mua về là được một phần là ông cũng muốn mình đỡ cực hơn. Rồi lý do gì quăng? Thì nói chung là không phải quăng, nhưng mà mình cứ cất nó vô một góc. Vô một ngày em con bốt đâu rồi giờ, con bốt đâu rồi giờ. Mình kêu cất nó một góc rồi giấu nó trong ghế massage mà đằng sau lưng á nghe là không ai thấy được dưới cái gầm á. Ai ông hỏi xong ông định vị nó mà xong tôi ở đây rồi xong ông lại lôi nó ra lau nhà tiếp. Chung là ông không để cho mình có cơ hội lâu. Vậy là có phải con nít không ta? Không phải chị, mỗi người có một cái tật, một cái sở thích riêng mà người khác thì sẽ thấy ủa sao cái sở thích đó tức cười vậy thôi. Một cái đam mê vậy đó phải. Dạ. Đâu phải nít đâu, nhưng mà nít cũng dễ thương mà. Mình làm cái điều gì để mà anh hay bị nóng tính nhất? Thì giống như là những cái chuyện nó nhỏ nhặt như vậy nhưng mà anh cứ nhắc đi nhắc lại hoài mà không có sửa được. Không, nhiều lắm. Nó nhiều lắm, nó nhiều lắm luôn. Vậy đó. Dạ. Ví dụ như con nói, con là một cái tín đồ ghiền phim ma. Con muốn coi phim kinh dị á thì con phải đầu tư nguyên một cái dàn loa nha. Bốn bên, TV 86 inch. Bận đêm á, nửa đêm mình con ngồi coi xem. Đã lắm. Bà này á chuyên gia. Đi chợ về á, là chuyên gia đi chợ về là cứ mắc cái áo khoác như là cái nón trên cái trụ cầu thang á chị. Thì đang nhập tâm mới quay qua thấy có quỷ nào đứng, trời ơi, đội cái nón đứng nhìn vào mình vậy nè. Em nói với chị thông tim luôn. Ông thích coi phim ma mà ông nhớ. Sợ ma. Nói chung là con để đúng đó có 2 lần thôi. Nhưng mà 2 lần đó là ông rất là sợ rồi. Dính hết rồi, dính hết 2 lần đó là con ông cũng quăng hết. Sáng ngày thấy cái áo nằm ngoài sân. Kiếm đi chợ không có. Tức là Đức là người rất là gọn gàng đúng không? Cái gì để đúng chỗ đó. Con không gọn gàng nhưng mà con ngăn nắp trong cái quỹ đạo của con. Còn Thảo thì có theo được cái quỹ đạo đó chưa? Con cũng có theo được quỹ đạo đó. Thật ra anh để đồ lung tung hết, bừa bộn. Nhưng mà tới khi anh tìm thì anh hỏi mình. Anh biết là ở đó nhưng mà anh hỏi mình. Con muốn giống như là một cái bài kiểm tra vậy. Thử thách gì mà khó khăn quá vậy? Trời ơi, nhiều lúc mà kiếm một tiếng mà không ra luôn á. Wow, mà vẫn bắt nhỏ kiếm luôn. Kiếm luôn, kiếm cái nào cho ra là thôi. Trời đất ơi, người phụ nữ này cũng chịu được. Hạnh phúc trong sự chịu đựng đó hả? Cái sao mà nói trời, cái mình tôi chịu ông chứ mai chịu ông nổi đó.
Và nếu như mà một cái người mà trưởng thành hơn một tí xíu thì sẽ hơi khó chịu với ông chồng này đó chị. Nên em thấy đây là mảnh ghép quá hoàn hảo. Bây giờ nè, mình lấy vợ nhỏ thì phải cho thời gian cô này cô sống với đúng cái lứa tuổi của cô. Có nghĩa là bây giờ cô đang nhặt những cái kinh nghiệm của tất cả mọi người để cô tạo thành cái vốn liếng cho bản thân cô. Cho nên là phải để cô tự nhặt. Còn bây giờ mình nhặt, mình dục vô cái gói sỏi của cổ thì đó là sỏi của mình, chứ không phải là sỏi của cổ. Đúng không? Vậy đó, cô không thể nào sống bằng kinh nghiệm của mình được, mà cô phải sống bằng kinh nghiệm của bản thân cổ. Thành ra theo cô thì là sau hôm nay, Đức về Đức sẽ chỉnh lại một chút về cái cách làm cho Thảo trưởng thành. Tức là Đức phải để cho Thảo tự làm điều đó. Ví dụ như Đức vẫn kiểm soát, mình chỉ đường dẫn lối cho cổ nhưng mà định hướng thôi. Còn thực hiện là cổ phải tự thực hiện. Thực hiện một lần không được, làm tiếp, làm đến khi nào mà được thì thôi. Nhưng mà làm theo cái sáng tạo của mình. Sau câu chuyện này ấy chị, thì em nghĩ rằng là cả hai người chưa cần biết rằng là họ học được cái gì ở đây, nhưng mà họ được nói, họ được giải bày ấy chị. Đúng rồi. Thì chính bản thân sẽ ngộ ra được rất là nhiều điều. Chính và xác. Rất hy vọng rằng là sau cái buổi ngày hôm nay, cả Đức và cả Thảo đều sẽ có một cái sự chuyển mình, sự thay đổi. Đó, còn bây giờ thì chương trình rất là cảm ơn hai vợ chồng đã đến tham gia Mảnh Ghép Hoàn Hảo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.